Tin sáng ngày 28 tháng 2 Nga buộc phải tạm dừng xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng Quân đội Nga sử dụng xe tăng cũ từ thời Liên Xô tấn công Ukraine Ukraine hạ máy bay ném bom Su-34 thứ 8 của Nga sau 10 ngày Tổng thống Pháp không loại trừ khả năng đưa quân phương Tây tới Ukraine Hạm đội Hải quân Trung Quốc đang làm nhiệm vụ gần Biển Đỏ Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Đại Liên sập khi phá rỡ nhưng thông tin bị bưng bít Triều Tiên đẩy nhanh tốc độ vận chuyển vũ khí bí mật cho Nga Máy bay của Sri Lanka ngừng bay 3 ngày vì một con chuột Quý vị đang theo dõi bản tin sáng ngày 28 tháng 2 của DKN Sau đây là phần nội dung chi tiết Chính phủ Nga sẽ tạm thời cấm xuất khẩu xăng dầu bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và cơ quan phát ngôn của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã chính thức đưa ra tuyên bố vào hôm qua, ngày 27 tháng 2. Trước đó, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã phê chuẩn lệnh cấm xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu tăng theo mùa và lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng dầu này dự kiến sẽ có hiệu lực trong 6 tháng. Đại diện của Phó Thủ tướng Nga cho biết biện pháp này sẽ giúp bù đắp nhu cầu gia tăng trong mùa xuân và mùa hè, cũng như trong quá trình sửa chữa nhà máy lọc dầu theo lịch trình, và hạn chế này sẽ không ảnh hưởng đến các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu, Nam Ossetia, Bacchabria, Mông Cổ và Uzbekistan. Để bù đắp cho nhu cầu xăng tăng vọt, Điện Kremlin có kế hoạch tăng hạn ngạch bán dầu diesel trên sàn giao dịch lên 16%, một cuộc khủng hoảng nội bộ trên thị trường nhiên liệu bắt đầu ở Nga vào tháng 8 năm 2023 ảnh hưởng đến các khu vực phía Nam. Trong số các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu xăng và nhiên liệu diesel ở Nga là việc sửa chữa các nhà máy lọc dầu, tắc nghẽn đường ống và sự sụt giá của đồng rúp. Theo truyền thông Nga, xe tăng T-54 từ thời Liên Xô đã được sử dụng ở Ukraine theo những cách khác biệt. Thay vì đóng vai trò là xe tăng chiến đấu truyền thống, T-55 chủ yếu được sử dụng làm pháo tự hành 100mm hỗ trợ hỏa lực gián tiếp từ các vị trí ẩn nấp, giống như pháo binh và không phải tham gia trực tiếp vào vai trò tấn công trên chiến trường. Tuy nhiên, có vẻ như T-55 và ngay cả chiếc T-54 cũ hơn cũng đang được các lực lượng Nga sử dụng để tấn công các vị trí của Ukraine. Nó vẫn hoạt động như những chiếc xe tăng tham chiến khác và làm gợi nhớ đến chiến tranh thế giới thứ hai. Việc sử dụng liên tục T-54 và T-55 đặt ra những câu hỏi về các vấn đề hậu cần của Nga. Điều này có thể phản ánh sự khan hiếm trang thiết bị hiện tại hoặc cũng như là thể hiện loại chiến thuật có chủ đích nhằm bảo toàn các nguồn lực tiên tiến cho các cuộc xung đột khác. Nó cũng có thể là việc tận dụng các tài sản có sẵn để bù đắp cho những tổn thất vật chất ở Ukraine. T-54 là phiên bản kế thừa trực tiếp của chiếc T-34 mang tính biểu tượng trong Thế chiến thứ hai, được hoàn thiện lần đầu tiên ở Nizitagin vào cuối năm 1945 và được đưa vào biên chế Liên Xô vào năm 1946. Nó đã trở thành xe tăng chủ lực của quân đội Liên Xô, Quân đội của các quốc gia thuộc hiệp ước Warsaw và nhiều quốc gia khác. T-54 đã tham gia hành động trong nhiều cuộc xung đột toàn cầu khác nhau trong suốt thế kỷ 20 và việc sản xuất tiếp tục cho đến năm 1979. Sau chiến tranh, Liên Xô theo đuổi một loạt xe tăng tiên tiến hơn, dẫn đến việc phát triển T-54 với tháp pháo mới và súng trường 100mm. Mẫu này đã trải qua nhiều sửa đổi, bao gồm T-54-1, T-54-2, T-54-3, T-54A và T-54B và cuối cùng là phát triển thành T-55, được đưa vào sản xuất đầy đủ vào năm 1958, có sức mạnh động cơ và hệ thống bắn được nâng cao. Lực lượng vũ trang Ukraine hôm qua đã tuyên bố bắn hạ thêm một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 khác của Nga và đây là chiếc máy bay thứ 8 của Nga bị bắn rơi chỉ trong vòng 10 ngày. Sukhoi Su-34 là máy bay ném bom chiến đấu hàng đầu của Nga, được thiết kế chủ yếu để phóng bom dẫn đường bằng laser hoặc tên lửa dẫn đường tầm xa trong các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu mặt đất. Su-34 hiện đang được trang thiết bị radar cho phép nó sử dụng tên lửa không đối không hiện đại của Nga. Với mức giá khoảng 36 triệu đô la mỗi chiếc, Su-34 là một trong những máy bay đắt nhất của quân đội Nga hiện tại. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 21 tháng 2 năm 2024, lực lượng Ukraine đã tiêu diệt 339 máy bay cánh cố định và 325 máy bay trực thăng của Nga. Tổng thống Emmanuel Macron đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng việc đưa quân phương Tây vào Ukraine là một khả năng không thể loại trừ. Ông Macron đã phát biểu tại một cuộc họp mặt gồm 20 nhà lãnh đạo châu Âu ở Paris để thể hiện niềm tin tập thể ủng hộ Ukraine chống lại cuộc chiến của Nga hiện đã bước sang năm thứ ba. Ông Macron nói với các phóng viên, ở giai đoạn này chưa có sự đồng thuận về việc gửi quân tới thực địa, nhưng không có gì nên được loại trừ. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để Nga không giành chiến thắng. Ít nhất 20 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Anh, Ba Lan, Hà Lan, Na Uy, Slovakia, Bồ Đào Nha và Bỉ đã gặp nhau tại dinh Tổng thống Illis để thảo luận về các cách tăng cường cung cấp đạn dược cho Ukraine. Ông Macron nói thêm rằng châu Âu không nên phụ thuộc vào Mỹ trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông viết trên nền tảng X, trước đây là Twitter, Chúng tôi đang nói về sự hỗ trợ dành cho Ukraine và an ninh tập thể của chúng tôi. Một bước nhảy vọt tập thể là cần thiết đối với tất cả chúng ta và ông muốn chia sẻ niềm tin rằng Nga không thể và không được thắng ở Ukraine. Lực lượng hải quân của Trung Quốc bao gồm một tàu khu trục tên lửa và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã rời cảng Trạm Giang ở tỉnh Quảng Đông vào tuần trước. Đây là hạm đội thứ 46 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp quản nhiệm vụ hộ tống từ hạm đội hải quân số 45 ở vịnh Erden và vùng biển ngoài khơi Somalia. Hạm đội này có 3 tàu, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tiêu tác, Tàu khu trục tên lửa Hứa xương và một tàu hậu cần, lực lượng hải quân Trung Quốc tham gia với 700 thủy thủ đoàn cùng nhân viên lực lượng đặc biệt và hai máy bay trực thăng hỗ trợ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã thông tin rằng để chuẩn bị cho sứ mệnh này, hạm đội Trung Quốc đã tiến hành phân tích tỉ mỉ và lập kế hoạch chi tiết. Họ cũng đã huấn luyện cho các tình huống như giải cứu các tàu thương mại bị cướp hay chống khủng bố. Động thái của hạm đội Trung Quốc đã khiến một số các lực lượng trong khu vực phải chú ý. Trung Quốc đã từng tham gia các sứ mệnh trong khu vực trong nhiều năm và cũng tiến hành các cuộc tập trận với Nga và Iran, và vai trò của Trung Quốc sẽ được theo dõi cẩn thận trong khu vực cũng như ở vùng vịnh. Trung Quốc đã tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở vùng vịnh trong những năm gần đây, tuy nhiên không rõ liệu Trung Quốc có sẵn sàng cố gắng giảm căng thẳng ngoài khơi Yemen hay không. Hiện tại, người Houthi cho biết họ là mục tiêu của các tàu có liên kết với Mỹ, Anh, Israel và các quốc gia khác và họ đang cố gắng ngăn chặn việc xung đột với Trung Quốc nga hoặc iran cũng như các quốc gia được cho là ủng hộ cho người hào thi. trong khi đó một số cơ quan truyền thông quốc tế thì đặt ra vấn đề rằng trung quốc trên thực tế đang tìm kiếm ảnh hưởng trong khu vực và các nhà phân tích cũng thảo luận về việc liệu trung quốc có thể tìm cách đối đầu với phương tây trong khu vực với sứ mệnh hải quân này hay không. một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế đại liên. thông tin về vụ tai nạn này phải mất gần một tuần mới được phép công bố và sự việc này khiến cư dân mạng đại lục đặt ra nhiều câu hỏi. Cách đây 2 ngày, một thông báo giám sát đã được công bố trên trang web của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn của Trung Quốc, cho biết vào lúc 5 giờ 17 phút chiều ngày 20 tháng 2, một vụ sập công trình đã xảy ra trong quá trình phá rỡ tòa nhà, trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Đại Liên ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh và khiến 4 người thiệt mạng. Ngoài những nội dung được công bố trên, báo cáo không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào khác. Như vậy phải mất đến 6 ngày sau vụ tai nạn mới được phép thông tin chính thức. Trong khi đó, theo lẽ thường, Bộ nhà ở và phát triển đô thị nông thôn có trách nhiệm báo cáo về vụ việc ngay sau khi nó xảy ra. Ngay cả chính quyền thành phố Đại Liên cũng đã im hơi lặng tiếng và họ không báo cáo sự việc cho đến tận ngày hôm qua. Trong thông báo được công bố chính thức vào hôm qua, chính quyền Đại Liên nói rằng họ đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với 16 nghi phạm liên quan đến vụ tai nạn. Tuy nhiên, một số nguồn tin từ các nhân chứng cho hay Họ đã chứng kiến và ghi hình lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Có người nói rằng họ nghe âm thanh toàn nhà bị sập giống như một vụ nổ và cảnh tượng dường như đã quá sức tưởng tượng của họ. Video được đăng tải trên mạng cho thấy khói bụi bốc lên từ hiện trường và lan rộng. Những cư dân ở Liêu Ninh để lại tin nhắn thắc mắc rằng vì sao không có tin tức địa phương nào ở Đại Liên cả. Nhiều người ngạc nhiên nói, đã 6 ngày trôi qua và bây giờ họ mới được nhìn thấy cảnh tượng này. Nhiều cư dân Đại Liên đặt ra câu hỏi, vì sao phải mất một thời gian dài, các cơ quan truyền thông mới công bố sự việc và giả thuyết về việc cố ý bưng bít thông tin đã được đưa ra. Đặc biệt có ý kiến cho rằng tại sao phải phá hủy tòa nhà trong khi nó vẫn còn rất tốt và việc xây dựng công trình mới thật tốn kém. Triều Tiên đã vận chuyển các container được cho là chứa hàng triệu quả đạn pháo sang Nga và theo giới chức Hàn Quốc, điều này cho phép Tổng thống Vladimir Putin duy trì cuộc tấn công vào Ukraine cho đến khi kho đạn dược của Kyiv cạn kiệt. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik nói với các phóng viên rằng Triều Tiên ước tính đã gửi khoảng 6.700 container sang Nga và họ đang đẩy nhanh tốc độ vận chuyển kể từ khi ông Putin tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong-un vào tháng 9 năm 2023. Ông Shin Won-sik cho biết các container này có thể chứa khoảng 3 triệu viên đạn pháo 152 ly. Đổi lại, Nga sẽ cung cấp cho Triều Tiên thực phẩm, nguyên liệu thô và các bộ phận được sử dụng trong sản xuất vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc viện trợ lương thực đã giúp cho ông Kim ổn định giá cả nhu yếu phẩm và cho biết thêm nếu việc chuyển giao vũ khí tăng lên, Nga sẽ gửi thêm công nghệ quân sự cho ông Kim và điều này có thể làm tăng khả năng đe dọa khu vực của Bình Nhưỡng. Trong khi thương mại giữa Triều Tiên và Nga tăng lên, thì dòng viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Kyiv ngày càng bị đe dọa. Theo nguồn tin mới nhất từ Tổng thống Ukraine, Ông Volodymyr Zelensky cho hay, Liên minh châu Âu chỉ gửi khoảng 30% trong tổng số 1 triệu quả đạn pháo mà họ cam kết cung cấp cho Kyiv vào tháng 3. Nhà lãnh đạo Ukraine này tin rằng Triều Tiên đã chuyển 1,5 triệu quả đạn pháo cho Nga cùng với một số tên lửa chưa xác định và họ vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này, trong khi Triều Tiên và Nga phủ nhận mọi hoạt động chuyển giao vũ khí. Hình ảnh từ vệ tinh thương mại cho thấy có khoảng 4 tàu chở hàng di chuyển giữa cảng Najin của Triều Tiên gần biên giới với cảng Tumnay của Nga. Máy bay của hãng hàng không quốc gia Sri Lanka đã phải hạ cánh và dừng bay trong 3 ngày vì chuột. Sự cố hi hữu này gây ra sự chậm trễ hỗn loạn và thêm nhiều mối lo ngại cho các hãng hàng không tại quốc gia này. Con chuột đã lên chiếc Airbus A30 trong chuyến bay của hãng hàng không Sri Lanka Airlines cất cánh từ thành phố Lahore của Pakistan từ hôm thứ năm và người ta đã phải tốn nhiều thời gian để kiểm tra và đảm bảo rằng con chuột chưa gặm nhấm một bộ phận hay chi tiết quan trọng nào. Một quan chức hàng không cho biết, sau 3 ngày kiểm tra, chiếc máy bay trên hiện đã nối lại các chuyến bay, nhưng việc dừng bay cũng đã ảnh hưởng đến toàn bộ lịch trình của nó. Đại diện hãng hàng không bay Sri Lanka cho biết, máy bay đã bị hạ cánh trong 3 ngày tại Colombo. Nó không thể cất cánh nếu không đảm bảo rằng con chuột đã được giải quyết và khi người ta phát hiện ra nó đã chết. Hãng hàng không quốc doanh Sri Lanka đang chịu lỗ lũy kế hơn 1,8 tỷ đô la vào cuối tháng 3 năm 2023, Họ có tổng cộng 23 chiếc máy bay và ba trong số đó đã bị đình chỉ hoạt động hơn một năm và hãng hàng không này không có ngoại hối để chi trả cho việc đại tu động cơ định kỳ. Bộ trưởng hàng không nước này nói với các phóng viên rằng những con chuột có thể khiến số ít nhà đầu tư đang quan tâm đến việc tiếp quản hãng hàng không đang gánh nợ này bị hoảng sợ. Chính phủ Sri Lanka đã cố gắng bán hãng hàng không này nhưng không thành công. Lần gần đây nhất họ đã chào bán nó với giá 1 đô la nhưng chưa có ai chịu mua. Quỹ tiền tệ quốc tế Tổ chức đã giải cứu Sri Lanka vào năm ngoái với khoản vay 2,9 tỷ đô la trong 4 năm, đã nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp nhà nước như hãng hàng không này đang là gánh nặng đối với ngân sách quốc gia. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN đến đây xin kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. May xin kính chào và hẹn gặp lại!